Xin chào các bạn nha. Lâu quá mới có điều kiện, có thời gian quay video cho các bạn xem. Thì hôm nay mình cũng quay một cái video để hướng dẫn các bạn làm cần phẳng và gắn chỉ nha các bạn. Đây mình đang thi công cái phần ở trên tầng 2. Chất lượng
mát nhà và đổ ở ngoài đập ngói. Để làm cho trần này cứng thì chúng ta thả cây sợi gồ, gác xả sợi gồ riêng, tại vì mình lùi leo lên nóc các bạn, khoan quê giống như bên kia nên là mình thả kẹo ở đây cho nó gần. Ở nhà tiểu nhà người ta có dán gạch rồi thì mình đo tụi mới gạch ra mình đúng không? Để mình lấy cái miếng chuẩn mình thả xương các bạn. Khi mình thả kèo sờ gồ cái mình bắn cái vê mình cặp vô để mình cho nó giữ cây sờ gồ, khi mà mình bắn tấm mình đẩy lên nó không bị đẩy cái cây sờ gồ lên. Khoan bắn tắt cây ra cho nó cứng. Sau khi chúng ta thả xong cái hệ thống cái sờ gồ sắt và chúng ta đóng như cái đẹp V, thì đóng cái đẹp V thì chúng ta ở đây có dán gạch thì chúng ta đo từ mới gạch lên làm chuẩn, chúng ta bật mực, chúng ta búng mực rồi chúng ta đóng đinh cho nó thẳng hết ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ xả xương chịu lực và xương đứng. Thì cái cây xương chịu lực này là chúng ta thả vuông gốc với cây sà gồ. Cái cây sà gồ nằm theo chiều này thì chúng ta thả cái cây chịu lực vuông góc lại với cây sà gồ các bạn. Và cái khoảng cách chúng ta thả thì chúng ta thả càng gần thì cái dàn xương chúng ta càng cứng. Giống như ở đây là mình thả là có 60 mấy thôi nè các bạn. Cây xương chịu lực là mình làm dấu đây là có 65 nè các bạn. 65 thấy không? Rồi. Chúng ta sẽ cắt lã đầu chúng ta đóng đinh. Sau khi chúng ta thả cây xương đứng thì chúng ta định vị bằng V. Chúng ta cân dạng cho nó chuẩn rồi chúng ta thả cây U nằm. U nằm thì khoảng cách nó là 40 cây, khoảng tấm nó là 1m2 thì chúng ta thả tiêu chuẩn là 40 một cây. Cây này là cây thứ hai, cây này là cây nối bí của tấm. Sau khi chúng ta thả đều hết thì chúng ta sẽ lên tấm nữa các bạn. Làm trần phẳng thì rất đơn giản, chúng ta thả đóng u đứng xong rồi chúng ta thả u nằm rồi chúng ta lên tấm thôi. Rồi bây giờ mình lên tấm các bạn. Rồi để bắn cái tấm trần phẳng này thì rất là dễ nha các bạn. Mình cứ nhắm thẳng hàng theo cái u nằm mà mình thả 40 một cây đó mình bắn. Thì cái kỹ thuật bắn thì mình dùng máy mình bắn, mình nhắm vuông góc với cái trần, mình bắn vít lên cho nó thẳng vuông lên, mình bắn vít vừa sát mí tấm, không được lòi vít. Lòi vít thì sơn nước họ trét nó sẽ bị cộm vít. Mình bắn mà không được lúng cái tấm. Lúng cái tấm thì là cái tấm mình bắn nó không có giá trị. Nên là cái kỹ thuật mình bắn á nó đơn giản nhưng mà mình phải có quen. Mình quen tay mình bắn. Mình lúc mà mình chưa biết bắn thì mình bắn từ từ thôi cho nó quen. Tại cái súng, cái máy pin của mình á là nó có cái tốc độ đó, mình bắn từ từ thì nó vừa lên hết á là cái con vít mình nó vừa lúng vừa sát cái mấy tấm là ok. Thì khi mà các bạn chưa quen thì các bạn tập bắn từ từ chứ không có gì hết. Còn quen rồi thì bắn rất là nhanh các bạn. Trong khoảng cách mình bắn thì khoảng 25 phân một con vít là ok. Bắn vít càng dày càng nhiều thì cái trần của mình nó càng chất lượng càng cứng chứ không có gì hết các bạn. Khi mình bắn xong cái xương hàng xương 40 đó thì ở khoảng cách 40 đó
mình sẽ bắn thêm một cái cây u ngắn để mình chống răng nứt cho cái trần thạch cao mà nó chất lượng nha bạn. Thời thợ đang cắt u ngắn để lên rồi, bắt đầu là mình sẽ bắn xong cái hàng u nằm này rồi là mình quay lại mình bắn cái u nối mí. Thì cái trần phẳng thì nó đơn giản lắm. Thợ bình thường mà bắn trần phẳng này á, một ngày họ bắn khoảng 100 mét trần là bình thường đấy các bạn. Nên á là thợ mà chuyên nghiệp á, nó làm rất là nhanh trần, nếu mà trần phẳng. Rồi mình sẽ bắn xong trần phẳng thì mình sẽ dán keo lưới lên cái miếng nối tấm để sơn nước người ta bả nó chống răng nứt. Rồi khi mình bắn xong á, là mình nếu mà muốn trang trí thêm chỉ hoa văn thạch cao á, thì mình gắn thêm nếu mà chủ nhà đã có yêu cầu. Thì cái chỉ thạch cao thì mình gắn như nó cũng không có gì khó các bạn. Sau khi chúng ta đóng phẳng xong là chúng ta sẽ trang trí chỉ lên trần. Thì ở trong cái nắp tường này thì chúng ta gắn chỉ lớn. Là gắn chỉ lớn. Gắn chỉ thì cái con vít này là chúng ta bắn lên cái xương nè. Bắn lên xương. Thì chỉ ngoài là chỉ trần thì chúng ta đo vô khoảng tùy theo cái kích thước để phù hợp với cái phòng á, thì ở đây là mình cho vô 40 nè. Cho vô 40 rồi mình bún mực xong cái mình gắn chỉ thôi các bạn. Mình gắn gốc trước nè. Gắn gốc xong rồi mình gắn chỉ. Chúng ta sau đó chúng ta rắc co lại mấy cái mí nối xong là bàn giao cho sông nước chét các bạn.